Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều vị thiền sinh hỏi sư là bây giờ làm sao để mà kiềm chế cơn nóng giận, hoặc là làm sao để vượt qua những cái sự nóng nảy của mình. Cho nên trong thời pháp ngày hôm nay thì sư sẽ chia sẻ với quý vị những phương pháp giúp cho chúng ta có thể vượt qua cái lòng sân hận. Đầu tiên, chúng ta cần biết là lý do tại sao mà chúng ta có cái sự sân hận. Tại sao mà cái sân hận nó phát sinh? Chúng ta phải biết mỗi một lần chúng ta nóng giận, chúng ta phải truy biết cái nguồn gốc, phải thấy được cái lý do. Chứ chúng ta không thể nào như những cái người mà tưng tửng gọi là mình giận, không biết tại sao mình giận. Ngay cả người ta nói con gái mà 16 thì như ông trời lúc nắng lúc mưa. Chúng ta cũng không thể như vậy được. Không phải là mình cứ muốn giận là mình giận. Khi giận á, thì chúng ta phải biết lý do mình giận. Như vậy, cái lý do nào nó đưa đến cái cơn nóng giận? Đó chính là chúng ta đã suy tư đến những cái tướng mà chuyên môn gọi là tướng nghịch, là Patika Nimitta. Tướng nghịch có nghĩa là sao? Có tướng là cái hình tướng, những cái khái niệm, những cái đối tượng thì chúng ta gọi nó là tướng. Ví dụ như chúng ta thấy bây giờ nếu kêu quý vị vẽ một cái mây, một đám mây, thì quý vị sẽ vẽ những cái đường nét cong 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 đó, rồi có màu trắng hoặc là màu xanh, màu đỏ vân vân, và chúng ta gọi đó là cái mây. Thì cái đó gọi là cái tướng. Thì cái Patika Nimitta là nghịch tướng. Nghịch tướng là gì? Là những đối tượng mà khiến cho chúng ta không vừa lòng, không thích ý. Những đối tượng mà mỗi lần chúng ta nghĩ đến là chúng ta bất bình, nóng giận. Thì đó chính là cái nghịch tướng. Là những tướng nó đối nghịch với mình, những tướng mình không thích, không ưa, những tướng mình ghét. Thì đó là nghịch tướng.
Mà khi chúng ta suy tư về nó một cách không khéo léo thì nó sẽ khiến cho sự nóng giận sanh khởi. Tâm sân ở trong Phật giáo được chia ra làm nhiều cấp độ. Cái cấp độ mà thô thiển thì đó là sự uất ức, sự thù hận, sự thù hằn, sự hận thù, sự tấn công kẻ khác, sự tàn hại kẻ khác, thì đó là cái mức độ thô. Cái mức độ tế tức là sự khó chịu, sự không vừa lòng, và ngay cả cái việc khóc đó, thì nó cũng được kể vào tâm sân. Chính vì như vậy, vị thánh A-la-hán thì vị đó không còn sân nữa, cho nên là vị đó cũng không có khóc nữa. Cho nên mà cái câu chuyện mà Ngài Mục Kiền Liên mà về khóc với Phật á, là chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tại vì Ngài là bậc A-la-hán, mà vị A-la-hán là Ngài không có khóc, cho nên không có chuyện là vì một ngày một kiền liên mà về khóc với Phật, là không có chuyện đó. Thì đó là tâm sân. Như vậy thế nào là chúng ta không khéo suy tư? Ví dụ như chúng ta nghĩ về cái người mình thương mà bây giờ nhớ nhung da diết gặp không được, thì cái gặp không được á, thương mà phải xa đó. Khi chúng ta hướng tâm suy tư về điều đó thì cái việc mà gặp không được á, nó trở thành cái tướng nghịch của mình, nó làm cho chúng ta đau khổ. Thì cái sự đau khổ, sự khó chịu ở trong tâm á, nó là sân. Rồi khi mà chúng ta ăn, chúng ta ăn phải một cái món ăn không vừa lòng, thì khi chúng ta suy tư về cái món ăn không vừa lòng đó, ví dụ như ai đó bỏ muối quá nhiều, ai đó nấu lửa nó hơi quá tay, thì khi chúng ta suy tư về nó làm cho tâm sân chúng ta tăng trưởng. Và khi tâm sân tăng trưởng, chúng ta bị cái ngọn lửa sân hận nó thiêu đốt. Hay là khi chúng ta nhớ nghĩ về một người đã từng mắng mình, đã từng chửi mình, thì tự nhiên là cái sự nóng giận, sự hận thù nó trỗi dậy. Thì đó là chúng ta không suy tư hợp lý. Mà ở trong kinh Đức Thế Tôn gọi đó là Ayoniso Manasikara, các ngài dịch là không như lý tác ý, hoặc là phi như lý tác ý. Mà nếu nói một cách thuần Việt á, đó chính là chúng ta đã suy tư một cách không hợp lý. Như vậy đó thì nó làm cho tâm sân chúng ta sanh khởi. Quý vị có thể nghĩ là của cái việc là tôi không vừa lòng một tí xíu thôi, nó đâu có cái gì đâu mà ghê gớm. Thì một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta khổ trong cái sự sân hận đó, là khi những cơn sân nó còn nhỏ, chúng ta coi thường đó. Ở Tăng Chi Bộ Kinh đó, khi mà Đức Thế Tôn về thăm dòng tộc Thích Ca đó, thì dòng tộc Thích Ca có những cái người mà trưởng lão thì có ý coi thường, thì Đức Thế Tôn nhân cơ hội đó, Ngài thuyết có bốn thứ không nên coi thường. Một là ngọn lửa nhỏ thì không nên coi thường. Hai là con rắn nhỏ thì không nên coi thường. Ba, vị hoàng tử nhỏ thì không nên coi thường. Bốn, một vị sa môn nhỏ thì không nên coi thường. Ngọn lửa nhỏ tại sao không nên coi thường?
bởi vì nó có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một cái que diêm thôi, chỉ cần một cái ngọn lửa nhỏ thôi, nó có thể thiêu rụi cả một cái khu rừng. Có rất nhiều những vụ cháy rừng chỉ bởi vì một cái ngọn lửa nhỏ. Con rắn nhỏ không nên coi thường, bởi vì con rắn dù nhỏ, nọc độc nó vẫn đủ chết người. Hoàng tử nhỏ không nên coi thường, bởi vì vị hoàng tử đó sau này có thể lớn lên và trở thành một nhà vua. Và khi nó trở thành nhà vua thì nó sẽ trả thù. Vị sa môn nhỏ không nên coi thường, bởi vì vị đó hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì như vậy đó, cơn nóng giận ở đây được ví như ngọn lửa. Thì dù nó là ngọn lửa nhỏ cũng không nên coi thường. Tại vì chúng ta thường nghe câu là một cơn sân nó có thể thiêu trụi cả rừng công đức. Thì ở trong chú giải đó có nói như thế này nè, là cái sân á, đôi khi nó hại hơn cái tham. Tại vì khi chúng ta tham chúng ta còn làm các việc công đức, nhưng mà khi chúng ta sân á, là chúng ta không có làm việc công đức. Tức là khi mình sân, mình nổi nóng lên rồi là không có bố thí, không có hành thiền, không có cung kính cái gì hết trơn á. Cái đứa nó tham á, nó còn ham làm phước, đúng không? Tôi mong đời sau tôi giàu cho nên bây giờ tôi chăm bố thí. Tôi mong đời sau tôi làm ông này bà nọ cho nên bây giờ tôi cung kính. Còn một khi mà bà đã sân lên rồi là đừng có nói cái chuyện bố thí cung kính gì ở đây hết. Cho nên khi mà một người nổi cơn sân là nó cắt đứt cái dòng công đức của họ, làm cho họ không làm phước nữa, không tiếp tục làm các thiện pháp nữa. Cho nên cái cơn sân ví như ngọn lửa là như thế. Nó thiêu đốt cái khả năng làm thiện của mỗi người. Cơn sân nó cũng ví như cái nọc độc. Như trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn ví có bốn loại rắn. Một là rắn có nọc mạnh, nhưng mà nó chạy chậm. Có con rắn á, nọc nó mạnh nhưng mà nó chạy nhanh. Có con rắn nọc nó nhẹ mà nó chạy mạnh. Có con rắn nọc nó nhẹ nhưng mà nó chạy nhanh. Chỉ cho bốn hạng người sân. Rắn nọc mạnh mà chạy nhẹ là sao? Là có người á, họ sân nó chậm, ít giận lắm. Mà một khi mà bà đã giận lên rồi là chết với bà. Thì đó là cái nọc mạnh mà chạy chậm. Còn nọc mạnh mà chạy nhanh tức là dễ giận, hỷ nộ vô thường. Một khi rất là mau giận, mà giận lên rồi là coi như là tung hoành. Thì đó là cái người mà nọc mạnh mà chạy nhanh, nọc nhẹ mà chạy chậm. Thì giống như cái người mà ít giận, mà mỗi lần giận á, nó cũng nhẹ nhàng á, khó chịu tí xíu rồi thôi, giận lẫy rồi thôi, không có vấn đề gì cả. Còn cái người mà nọc nhẹ mà chạy nhanh á, giống như con rắn nọc nhẹ chạy nhanh, thì cũng như người á, dễ giận, mau giận lắm, nhưng mà giận cũng giận vừa vừa, giận ít thôi chứ cũng không có giận nhiều. Cho nên cơn giận được ví như con rắn là như thế. Rồi cơn giận ví như một cái ông hoàng tử trẻ, một cái ông hoàng tử nhỏ. Thì ở đây nó nói lên có cái hình tượng gì? Đó chính là cái kẻ thù của chúng ta. Có đôi khi chúng ta gây hấn, chúng ta do mình có quyền lực, bây giờ mình mạnh mẽ, mình có thể lấn át nó. Bây giờ mình giàu hơn nó nghèo, mình chỉ cần một ngón tay mình dí nó là nó chết. Bây giờ chúng ta có quyền lực, nó là cái thứ dân đen, mình chỉ cần, thậm chí mình không cần làm gì cả, lính mình làm nó đủ rồi.
Nhưng mà chúng ta không biết một chuyện, kẻ thù nó hại nhau. Bây giờ chúng ta đang có nhiều quyền lực, có nhiều tài sản, chúng ta đang có nhiều phước báo hơn, thì mình ức hiếp người khác, mình tạo ra những kẻ thù. Nhưng trong dòng sanh tử luân hồi, chưa chắc đứa nào ngon hơn đứa nào nha. Chưa chắc ai ngon hơn ai. Bây giờ là mình đang nhiều phước mà nó đang ít phước. Tới hồi mà nó nhiều phước mình ít phước là mình chết với nó. Như trường hợp hai bà vợ ở trong chú giải pháp cứu. Bà vợ lớn thì không có con, bà vợ nhỏ có con, bà vợ lớn sợ cái đứa con đẻ ra thì nó sẽ chiếm hết gia tài, cho nên là cứ làm cho cái cô vợ nhỏ cổ hư thai. Rồi cho đến cuối cùng á, là cô vợ nhỏ cũng nghi, cho nên là cổ mang thai, cổ giấu. Thì cô vợ lớn chờ tới lúc mà cô vợ nhỏ bụng chữa vượt mặt rồi, giấu không được nữa, thì bà này bà mới cho cái thuốc độc nó liều cao, và liều cao như vậy chết cả mẹ lẫn con. Thì khi chết cả mẹ lẫn con á, thì cái cô vợ nhỏ đó, cổ hận. Quý vị nghĩ cái chuyện hận là đương nhiên đúng không? Nhưng mà cái vấn đề là khi mà cổ hận như vậy đó, thì cổ sanh làm cái con mèo. Rồi cái cô vợ lớn sau khi cổ chết, cổ sanh làm con gà. Lúc bây giờ con mèo nó mạnh hơn con gà. Thì con gà đẻ ra cái trứng nào, con mèo nó ăn cái trứng đó. Cho tới cuối cùng con mèo nó bắt con gà nó ăn luôn. Thì lúc bây giờ con gà đó nó hận con mèo. Qua đời sau kiếp khác, cái con gà nó sanh làm con báo, con mèo sanh làm con nai. Con nai đẻ ra đứa nào là con báo nó ăn cái đứa đó. Cho tới cuối cùng là con báo ăn luôn con nai, thì con nai nó hận con báo. Cứ như thế đời đời máu trả bằng máu, không bao giờ hết. Quý vị nghĩ nó có đáng không? Mà trong khi đó bắt nguồn từ việc chúng ta tạo nên những kẻ thù. Chúng ta nghĩ, cứ nghĩ nó là nhỏ. Thực tế kẻ thù không có kẻ nào là nhỏ cả. Tới hồi mà nó đủ duyên, nó đủ phước, nó lớn hơn mình, nó lấn át mình là nó trả thù mình. Thành ra đó, nếu như chúng ta có những cái người sếp, có những cái người nhiều quyền lực hơn, có những người mà họ hơn mình, mà họ đang lấn át mình, thì cũng khoan nóng giận với họ, khoan hận họ. Nhiều người như mẹ chồng nàng dâu, thấy bà mẹ bà làm quá đáng, đôi khi nàng dâu hận mẹ chồng, khoan hận. Tại vì chưa biết hồi năm xưa mình đã từng làm cái gì với người ta đó. Mà đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo bao giờ mới hết. Chính vì như vậy, hãy cẩn trọng. Mỗi một kẻ thù đều là những cái người hoàng tử tương lai. Hãy cẩn trọng với điều đó. Phải suy tư điều đó. Khi chúng ta suy tư như vậy, chúng ta sẽ không có lấn át ai, không có tạo nên kẻ thù, không có làm gì để cho người ta phải hận mình, phải giận mình. Nhớ điều đó. Thành ra đó, khi chúng ta làm gì, nói gì mà nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người khác thì hãy cẩn trọng. Bởi vì khi chúng ta làm gì, nói gì mà ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác đó, thì chúng ta đã gây oan trái. Và một khi chúng ta gây oan trái là nó sẽ có oán thù. Mà có oán thù thì chắc chắn là nó sẽ báo oán. Thành ra hãy cẩn trọng điều đó. Còn cái cơn nóng giận ở đây được ví như hình tượng một vị sa môn là như thế nào? Tức là hãy cẩn trọng với đối tượng mà mình nóng giận. Có những đối tượng mà mình giận họ là mình chết. Đó là những ngọn lửa.
Như trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói có những ngọn lửa như sao, mà nếu chúng ta thờ phụng là chúng ta có phước, mà chúng ta cư xử bất xứng là chúng ta đi địa ngục. Một là mẹ, hai là cha. Mẹ và cha là hai ngọn lửa ở trong nhà. Chúng ta thờ phụng thì chúng ta ấm cúng, mà chúng ta cư xử bất xứng thì ngọn lửa sẽ thiêu đốt chúng ta. Mẹ và cha như hôm đầu tiên sư đã có giảng rồi. Khi chúng ta thờ phụng một cách xứng đáng, chúng ta tạo phước và sanh thiên. Còn khi chúng ta đối xử bất xứng với cha và mẹ là chúng ta gieo duyên đi địa ngục. Và cái ngọn lửa tiếp theo nữa đó, đó chính là ngọn lửa của Phật, ngọn lửa của Pháp và ngọn lửa của Tăng. Ngọn lửa của Phật chính là Đức Thế Tôn. Ngọn lửa của Pháp chính là giáo pháp của Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết. Ngọn lửa của Tăng chính là tăng đoàn đệ tử của Phật. Khi chúng ta chạm vào ba ngọn lửa này đó, nếu chúng ta tôn thờ thì chúng ta được vô lượng công đức, được sự ấm áp, được sự soi sáng. Nhưng một khi chúng ta cư xử bất kính thì chúng ta đi địa ngục. Và cái họa nó rất là lâu dài. Trong Pháp Cú, Đức Thế Tôn kể tới mười mấy loại quả báo của cái người mà tấn công một vị sa môn. Ví dụ như là sẽ bị oan ức nè, rồi sẽ bị người ta thù oán nè, rồi sẽ rơi vào cảnh tù tội nè, rồi sẽ phải chịu khổ hình nè, rồi phải bị những cái sự tai hại trong xã hội, ví dụ như bị thất thoát tài sản, làm ăn thất bại, và cho tới cuối cùng là đi địa ngục. Thì đó là những sự tai hại khi chúng ta không có lường trước được cái đối tượng mà mình sân hận. Cho nên á, nó hơi kỳ, nhưng mà đôi khi chúng ta nên tránh cái việc là nổi nóng, đặc biệt nổi nóng đối với tam bảo, hãy cẩn trọng cái tâm của mình. Và như vậy đó, bằng việc là đưa ra bốn cái hình ảnh ví dụ về cái cơn nóng giận, thì chúng ta ý thức được là cái sự nóng giận nó nguy hại như thế nào. Mà một khi chúng ta tác ý đến cái tướng tướng nghịch là Patikhanimitta, thì cơn nóng giận tự nhiên là nó sẽ sanh khởi. Và nếu như nó sanh khởi mà mình còn hướng tâm đến nó nữa là nó sẽ bốc cháy dữ dội. Thành ra một trong những cách để chúng ta không có nóng giận là đừng có nghĩ về nó nữa. Tức là chúng ta nghĩ về một cái gì đó khác ngoại trừ cái chuyện mà gây cho mình đau khổ. Và cái cách này thì nhiều người đã làm dù họ không biết Phật Pháp. Đó là đôi khi chúng ta đau khổ quá thì chúng ta kiếm việc gì đó làm để chúng ta quên đi. Có những người buồn khổ quá thì họ lao đầu vào công việc này, họ lao đầu vào chăm sóc gia đình, họ lao đầu vào việc tập thể thao, họ lao đầu vào các hội nhóm. Nói thẳng ra là họ kiếm một cái gì đó để họ không còn phải nhớ nghĩ đến cái vết thương của họ. Thì đó là một cách. Và ở trong thuật ngữ chuyên môn đó chính là chúng ta như lý tác ý. Đó là chúng ta không suy tư về những tướng nghịch đó nữa. Bởi vì suy tư thì đau khổ, thì đừng suy tư. Chúng ta như con khỉ vậy đó. Khi chúng ta buông cái này là chúng ta bắt cái kia. Nói như vậy thì muốn buông cái này ra thì chúng ta phải kiếm cái gì đó để chúng ta bắt lấy nó. Thì như vậy cái cũ chúng ta mới buông được.
Mà đương nhiên khi mà chúng ta bắt lấy cái mới thì phải bắt cái gì đó nó lành. Chứ nhiều người bỏ thằng chồng cũ chưa kịp ăn mừng, kiếm thằng chồng mới nó y chang thằng cũ. Người ta gọi là tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa đó. Lại nữa, làm sao để như vậy thì khi mà cái cơn nóng giận nó xuất hiện thì chúng ta làm gì? Tùy vào mỗi hoàn cảnh mà chúng ta có cách áp dụng nó không giống nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta bị người ta mắng, người ta chửi, người ta đàn áp mình đó, thì quý vị nhớ, cứ nhớ sư một số câu pháp cú. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không tự nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai buông hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nên chúng ta nhớ như vậy. Có nghĩa là khi mà họ mắng mình, họ đánh mình, họ thắng mình, họ cướp mình thì mình chỉ việc đơn giản là mình buông. Tại sao vậy? Chúng ta suy tư như thế này nè. Nếu như mà đây là do cái quả của quá khứ, tức là hồi xưa mình mắng họ, mình đánh họ, mình thắng họ, mình cướp họ, thì bây giờ họ trả lại cái đó về, coi như là mình trả nghiệp xong chuyển, không có gì phải lo. Như vậy thì buồn nó rất là dễ. Giống như là hồi xưa mình mượn thì bây giờ mình trả, đơn giản thế thôi. Còn nếu như hồi xưa mình không có làm cái gì hết mà bây giờ tự nhiên là họ cứ đánh mình, họ mắng mình, họ thắng mình, họ cướp mình, thì tự họ có nghiệp của họ. Bây giờ họ nếu như họ cướp của mình đi thì xin thưa là trước sau gì họ cũng trả mình nè. Mình không cần đòi, tự cái nghiệp nó vận hành và họ phải trả mình tới. Quý vị thấy có những gia đình mà có một người bị bệnh nằm một chỗ, nó thiệt là chỉ là một cái hố tốn tiền, tiền cứ đổ vô không bao giờ lấp cho hết mà người ta cứ đổ vô vậy. Không chữa thì không đành lòng, mà chữa thì không bao giờ chữa hết, chỉ có đổ vô để mà tiền cho nó mất thôi. Nhưng người ta vẫn cứ đổ tiền vô. Tại sao vậy? Chúng ta nói họ bị mắc nợ. Do cái nợ đó cho nên là họ thương, họ bao nhiêu tiền họ cũng đổ vô cho bằng hết. Thì cũng tương tự như vậy. Khi mà người ta lấy của mình thì trước sau họ cũng trả mình thôi. Chuyện nó bình thường, bây giờ không trả kiếp sau trả. Và kiếp sau trả nó có lời nữa. Thì thấy thì thôi thì cứ họ muốn lấy cứ để họ lấy. Ai muốn thắng cứ để họ thắng. Ham hố chi, háo thắng tranh đời. Làm thinh chẳng thốt một lời, tức thời nhẫn nại muôn đời đẹp sao. Đó là trong bài kệ Bá Nhẫn, sư chỉ nhớ một đoạn thôi. Thì người muốn thắng cứ nhường người thắng, cứ cho họ thắng đi, cứ cho họ họ cướp cứ cho đi. Nếu như hồi xưa mình thiếu họ thì bây giờ mình trả họ đã xong chuyện. Còn nếu không thì trước sau họ cũng phải trả trả mình nè. Đơn giản thế thôi. Hoặc là chúng ta nghĩ bây giờ họ tấn công mình, họ mắng mình, họ chửi mình, họ thắng mình, họ cướp mình thì họ tạo nghiệp, mà cái nghiệp đó nhân quả tự xử lý, mình không cần phải làm. Nhân quả rất công bằng. Đây là điều mà Thế Tôn khi chứng đắc dưới cội Bồ Đề Ngài đã nhìn thấy được.
Đức Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo ở trong Tăng Chi Bộ Kinh: Này các tỷ kheo, Như Lai đảm bảo với các ông rằng chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là một người làm thiện, chắc chắn quả của thiện đó sẽ đưa đến lạc thú. Như Lai đảm bảo với các ông chuyện đó chắc chắn xảy ra. Như Lai đảm bảo với các ông điều này chắc chắn xảy ra. Đó là một người làm ác thì quả của ác nghiệp đó sẽ đưa họ đi đến khổ cảnh. Như Lai đảm bảo với các ông điều đó chắc chắn xảy ra. Và Như Lai đảm bảo với các ông điều này chắc chắn không thể xảy ra. Đó là một người làm thiện mà quả của thiện đó đưa họ đi đến khổ cảnh. Điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Và Như Lai đảm bảo với các ông điều này chắc chắn không thể xảy ra là một người làm ác mà cái quả của ác nghiệp đó đưa họ đến các lạc cảnh. Điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Đức Thế Tôn Ngài đã khẳng định như vậy. Cho nên một người làm ác tự nhiên họ sẽ phải chịu cái quả bất thiện do cái ác của họ. Thì mình đâu cần phải làm gì. Và hãy nhớ giùm sư một chuyện. Thêm một câu này nhớ nữa. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Hoặc một bản dịch khác là: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm niệm ác do chính ta hại ta. Tức là những kẻ thù á, họ hại mình, oan gia trái chủ họ hại mình. Nhưng quý vị yên tâm yên chí một chuyện, giỏi lắm á, thì họ chỉ làm cho mình khổ gần chết, hoặc cùng lắm nó đâm mình cái mình chết thôi. Chuyện bình thường. Nhưng họ không thể đưa chúng ta đi xuống khổ cảnh được. Họ không thể đưa chúng ta đi địa ngục được. Nhưng cái lòng sân hận của mình á, nó là cái sẽ đưa chúng ta đi địa ngục. Có lần sư đi thăm một cái trại tập trung, một cái di tích trại tập trung. Thì sư thấy ở đó có những cái người mà bị nhốt ở đó, rồi những cái người mà cai ngục họ tra tấn những người ở đó. Sư nhìn sư thương. Sư thương cả hai đối tượng, tức là thương cái người tù bị tra tấn và thương cái người tra tấn họ. Mà cái thương của sư nó không giống như cái thương của bao nhiêu người. Cái thương của rất nhiều người khi thăm các trại tập trung á, là thương mà cái tâm sân. Tức là họ căm thù, thấy người ta đã làm những điều ác như thế này, họ căm thù, họ nhìn vô chỉ toàn tâm sân thôi. Nhưng mà sư thương, thương thứ nhất là thương những cái người mà cai tù, họ tra tấn người khác, họ thích thú với điều đó. Nhưng mà khi đó họ đang làm ác. Và họ đã làm ác như thế thì tự bản thân cái ác đó đưa họ đi địa ngục. Mình nhìn thế mà mình thương cho họ. Chúng sanh vô minh, lấy cái đau khổ của kẻ khác làm hạnh phúc. Trong khi đó Đức Thế Tôn nói hết sức rõ ràng: một người mong cầu hạnh phúc thì họ không thể đạt được hạnh phúc dựa trên đau khổ của chúng sanh khác. Quý vị nhớ giùm sư điều này. Ở đời khi chúng ta mong cầu hạnh phúc thì làm ơn làm phước hãy nhớ rằng hạnh phúc không thể đạt được dựa trên đau khổ của chúng sanh khác. Cho nên là chắc chắn những người này thì sau khi thân hoại mạng chung thì họ đi xuống địa ngục. Không có gì đáng để ngạc nhiên, chỉ có thương họ thôi chứ biết sao giờ. Nhưng cái sự thương của những người mà bị tra tấn á, thì cái thương mà họ rơi vào hoàn cảnh để mà bị tra tấn nó chỉ là một phần thôi. Bởi vì do cái quả mà họ chịu thì đó chỉ là một phần. Nhưng cái sự thương hơn hết á, biết là cái gì không? Là lòng căm thù của họ.
Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta bị kẻ khác bức hiếp, đàn áp, tấn công, tra tấn. Cái chuyện mình căm thù họ là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng cái vấn đề của cái việc bình thường đó là lòng căm thù đó lại đưa những con người đó cũng đi địa ngục luôn. Không có cái gì nó oan cho bằng. Mình đã bị quánh, mình bị đánh, mình bị bức hiếp, mình bị tra tấn, thì cái đứa nó tra tấn mình nó đi địa ngục là chuyện đương nhiên rồi. Mà vậy mình còn không được giận nữa chứ. Nó có cái gì nó nghịch đời. Không được giận, giận là mình đi địa ngục chung với nó luôn. Thế gian này nó chính là như vậy đó. Bởi vì khi chúng ta uất ức, chúng ta nóng giận, chúng ta hận thù cái tâm sân, và chính cái tâm sân đó đưa chúng ta đi địa ngục. Và thế gian này họ không biết điều đó. Cho nên là đi vào đó sẽ thấy là cả hai đối tượng đều dắt tay nhau đi xuống hết. Thương là thương cái đó. Cho nên trong Trung Bộ Kinh, bài kinh ví dụ lưỡi cưa, Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, nếu như mà có ai căng hai tay hai chân các ông ra đó, mà lấy cái cưa hai người khiêng mà cưa thân thể các ông ra làm đôi, mà các ông nảy lòng nóng giận, thì đó là các ông chưa tu tập đúng theo lời dạy của Như Lai. Chúng ta nghe thì có vẻ là kinh hoàng, mà Đức Phật nói ngay cả khi mà người ta cầm cái cưa, người ta cưa mình mà mình còn không được nóng giận. Tại vì mình nóng giận là mình chưa thực hiện đúng lời dạy của Phật. Tại sao vậy? Tại vì một khi mình nóng giận là mình đi xuống, mình không nóng giận là mình thoải mái mình đi lên. Mà khi chúng ta không nóng giận thì đó gọi là kham nhẫn. Cái kham nhẫn ở đây nó không phải là khi người ta đánh mình rồi mình cắn răng mình chịu đựng thì đó gọi là kham nhẫn nha. Kham nhẫn ở đây không phải người ta mắng mình mím môi, mình ngậm nước mắt vào ở trong lòng mà gọi đó là kham nhẫn. Chưa phải đâu. Kham nhẫn ở đây là khi người ta tấn công mình mà mình dằn lòng mình, nhắc chính mình là đừng nóng giận, đó mới là kham nhẫn. Cái nhẫn ở đây nó khác với cái nhẫn mọi người vẫn hiểu, đúng không? Cái nhẫn đúng nghĩa là phải dặn mình đừng nóng giận, đừng hận thù, đó mới là kham nhẫn. Chứ không phải là mình gọi là quân tử trả thù là 10 năm chưa muộn đâu. Không phải. Cái đó không phải kham nhẫn. Cái đó chỉ là sự nhớ thù thôi, nhớ dai. Thì như vậy đó, chúng ta phải tập. Xin thưa là không có cái gì tự nhiên mà có, bất kể cái gì cũng phải do sự huân tập. Mà không có cái gì ở đời mà nó dễ thấy như sự bất bình. Sư nhớ có một cái câu thì vị nào bên đạo Chúa thì có thể xác nhận, sư không biết là có trong đó hay không. Tại sư nghe trong một cái bộ phim, người ta nói thế này nè: nếu anh xin Chúa cho anh lòng dũng cảm thì Chúa sẽ cho anh lòng dũng cảm, hay Chúa cho anh cơ hội để thể hiện lòng dũng cảm? Sư thấy nó hay quá. Tức là những cái đó là mình không thể nào người ta cho mình trơn, mà mình phải tập. Thì cái sự kham nhẫn ở đây á, quý vị có quỳ lạy Phật xối tráng thì Phật cũng không có cho quý vị một miếng nhẫn nào đâu. Nhưng mà cuộc đời nó cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta bài tập để chúng ta tập kham nhẫn. Và cái trường đời đôi khi là nó khốc liệt. Khốc liệt là sao? Một cái bài học, một cái bài thi, thi không đậu nó sẽ cho nữa, cho tới chừng nào thi đậu thì thôi. Chúng ta sẽ gặp những người mắng mình, chửi mình, ức mình, bức mình, cướp của mình, lấn hiếp mình,
nhiều lắm. Thì đó là cơ hội để cho chúng ta tập dặn lòng, dặn mình, hãy kham nhẫn, đừng nóng giận. Nhiều người nói nhẫn là nhục, nhịn là hèn. Thì trong tương ưng á, tương ưng đế thích, thì có câu chuyện như thế này nè. Là vua trời đế thích khi mà đánh nhau với lại Atula đó, thì nói với quân lính là bắt được chúa Atula thì hãy trói cái người đó và đem lên trên, nhốt lên trên cái diệu pháp đường. Thì sau khi mà vua trời đế thích thắng trận thì bắt trói cái ông chúa Atula lên trên đó. Thì chúa Atula bây giờ bị trói tay chân không làm được gì mà còn có cái miệng chửi, coi như là chửi từ trên xuống dưới, chửi ngày chửi đêm, chửi không biết mệt mỏi. Thì bây giờ cái người đánh xe đó thì mới nói với đế thích là bây giờ ngài làm sao đó cho ông ngậm miệng chứ ông chửi quá chửi. Ngài dùng cái quyền lực của ngài để mà ngài trấn áp ổng đi. Vua trời đế thích nói không nên, chúng ta nên nhẫn. Thì cái người đánh xe nó bây giờ ngài mà nhẫn á, ngài nhẫn á, thì nó thiên hạ người ta sẽ nói là ngài hèn nhát. Thì vua trời đế thích nói như thế này nè: ta đã thắng họ một lần rồi, và vì lòng kham nhẫn cho nên ta thắng họ thêm một lần nữa. Sự nhẫn nại trước kẻ thù á, là sự chiến thắng cao thượng. Còn ai, còn những cái kẻ ngu á, cho rằng á, ta kham nhẫn tức là ta hèn yếu, thì cứ để họ vui thích với suy nghĩ đó đi. Và Đức Thế Tôn ngài xác nhận điều đó. Còn đối với chú Atula đó, thì cái điều kỳ lạ nó như thế này nè, là cái sợi dây mà trói chú Atula là một sợi dây thần, nó có thần thông. Có nghĩa là sao? Tức là chú Atula đó nóng giận và bắt vua trời đế thích là phải thả ông ra. Thì vua trời đế thích nói cái sợi dây này nè, nó chỉ trói những ai nóng giận thôi, cho nên nếu như mà ông không có nóng giận thì tự ông thoát ra thôi, chứ đâu có ai trói ông đó. Thì chúa Atula nghe như vậy thì dặn mình đừng nóng giận, đừng giận, đừng giận, đừng giận, đừng giận. Thì khi mà dặn lòng mình đừng giận, cơn giận nó xẹp xuống và cái dây nó tự nó lỏng ra, và chúa Atula nhảy lên bật dậy. Khi bật dậy trợn mắt bắt đầu là mở miệng chuẩn bị tấn công rồi chửi nữa, là cái sợi dây nó trói ông lại tiếp. Và thế là một lần nữa chúa Atula phải tự dặn mình là đừng nóng giận, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Và thế là sợi dây nó lỏng ra, và lần này chúa Atula trốn, trốn về chứ không có còn dám nóng giận nữa. Thì như vậy chính sự kham nhẫn mà vua trời đế thích chiến thắng chúa Atula, và Đức Thế Tôn đem câu chuyện đó kể lại trong Tương Ưng Bộ Kinh để cho hàng hậu học có thêm một bài học nữa về lòng kham nhẫn. Đó là cái người giỏi, cái người mạnh là người có khả năng kham nhẫn, nhẫn được cái khó nhẫn, nhịn được cái khó nhịn, đó mới là người giỏi. Chứ không phải là người ta tấn công mình trả thù lại nó là giỏi đâu. Người ta tấn công mình mà mình tha thứ cho họ, tha thứ được, cái đó mới là giỏi. Và bản thân cái việc kham nhẫn đó nó cũng là công đức. Ba đời chư Phật mười phương khi thực hành hạnh Bồ Tát hạnh thì các ngài vẫn phải kham nhẫn.
Và cái kham nhẫn đó, kham nhẫn mà chúng ta gọi là kham nhẫn ba la mật, thì đó là sự kham nhẫn hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Và cái kham nhẫn của chư Bồ Tát á, như sư nói, họ không phải là người ta tấn công rồi là mình nén cái giận mình nén vô bụng, không có. Mà cái kham nhẫn là các ngài dặn mình đừng nóng giận, chứ không phải là giận mà không nói, không có. Không giận, dặn mình đừng giận. Lại thêm một điều nữa là đặc biệt là dù bây giờ dù đàn ông hay là phụ nữ, ai cũng mong muốn có được sắc đẹp, ai cũng muốn đẹp. Thì một trong những quả báo của sắc đẹp á, chính là không nóng giận. Tức là chúng ta muốn có cái phước sắc đẹp thì chúng ta phải nhắc mình không nóng giận. Mà sư thì sư nói vui, chúng ta có câu thần chú, mỗi lần mà giận thì cứ nhắc câu thần chú này: giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Thì tự nhiên là mình bớt nóng giận. Ở Mỹ là có cái bài báo là một cái bà rất là đẹp, 50 tuổi mà gương mặt không có nếp nhăn, không có một nếp nhăn. Cái bí kíp của bà là bà cứ đơ mặt vậy suốt 50 năm, là không cười, không cử động, cứ để cái mặt đơ vậy suốt 50 năm. Phải nói sự bội phục bà vì cái sắc đẹp của bà, vì không có nếp nhăn mà bà để cái mặt đơ. Thì tại sao quý vị vì sắc đẹp quý vị không tự dặn mình là đừng nóng giận? Quý vị chỉ cần quý vị không nóng giận thôi, là sau này đảm bảo sư hứa với quý vị là quý vị có cái sắc đẹp là nghiêng thùng đổ nước, nghiêng thành đổ nước. Thì muốn có cái phước, muốn có cái phước không nóng giận thì muốn có phước sắc đẹp thì đừng nóng giận. Rồi đương nhiên ngược lại là mỗi một lần mình nóng giận, chúng ta sẽ khiến cho chúng ta có cái nhan sắc nó xấu xí. Như là ở trong để coi coi, trong chuyện Tiền Thân á, có nhắc đến một cái câu chuyện là một cái cô nhà thợ gốm. Thì trong một lần là một cái vị Phật độc giác đi khất thực, thì đi ngang qua thì cần đất sét thì mới đứng chỗ cô. Thì cô thấy thì cô cũng bỏ đất sét vô cổ cúng dường, nhưng mà cổ cúng thì cổ cúng mà cổ cũng giống như lầm bầm lầu bầu á, xin thì nói thẳng là xin, không chịu mở miệng, cứ đứng đó. Thì vì cái chuyện mà cổ hơi nhăn một tí xíu vậy thôi đó, đời sau kiếp khác thì có một kiếp cổ sanh vào cái gia đình mà nông dân, cổ là cô thôn nữ thôi. Thì cổ xấu, coi như cổ xấu tàn canh gió lạnh, tại vì hồi xưa mà cúng dường mà còn nhăn với Phật độc giác, thành ra bây giờ cổ xấu. Thì trong cái thì nhà vua đó, đợt đó vua là vua cũng đi vi hành, thì buổi tối thì đi xuống cái cánh đồng thì bị lạc. Thì khi bị lạc như vậy đó thì tự nhiên có một cái cánh tay dắt nhà vua, mà khi mà cái cánh tay mà nắm nhà vua một cái, nhà vua coi như là chết điếng người. Tại vì cái xúc chạm đó là nhà vua không thể quên được, nó tuyệt vời, mà nhà vua coi như là từ xưa tới giờ không bao giờ mà quên được cái đó. Và khi nhà vua về á, tới sáng ngày hôm sau mà nhà vua triệu tập binh lính làm sao đó kiếm cho được cái con người mà tối ngày hôm qua đã nắm lấy tay nhà vua. Và tới khi mà bắt ra được rồi là ông vua ông chưng hửng: cái gì đâu mà xấu dữ thân vậy trời. Nhưng mà một khi mà nàng chạm vào tay nhà vua rồi là coi như thôi,
cứ coi như là chung vô diệm đi, rước về làm hoàng hậu. Đó là vị hoàng hậu xấu nhất trong lịch sử. Và đương nhiên thì quần thần đâu có ai được chạm vào hoàng hậu, mà họ không chạm vào được thì họ chỉ nhìn ở bên ngoài đó. Họ nhìn bên ngoài thì họ bàn ra nói vào, và họ nói quá, họ xàm tấu quá thì nhà vua cũng thôi, thì cũng ngại. Và thế là nhà vua mới cho nàng lên trên một chiếc bè và thả trôi sông, cắn bụng cắn răng. Thì khi thả trôi sông như vậy đó, nó trôi qua cái nước láng giềng, mà trôi nhầm qua cái chỗ mà ông vua ông đang tắm, ông vua nước láng giềng ông đang tắm. Thì lúc bây giờ là cái bè nó bị lật, thì cô này thì cổ bị té, thì ông vua ông tiện tay ông chụp, rồi ông chụp cái ông chết điếng luôn. Và thế là ông vua ông rước nàng về làm hoàng hậu. Còn kể quay trở lại ông vua này, bây giờ nhớ quá, xấu xấu thì xấu mà thôi, kệ, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Cho nên là thôi bây giờ tìm cho bằng được, thôi bây giờ tìm rước về thôi, chứ còn giờ nhớ quá chịu không nổi. Thì đi tìm đó, mà mới phát hiện là bây giờ nàng thành hoàng hậu nước Lân Bang rồi. Thì ông vua mới kéo binh sang đánh để mà lấy hoàng hậu về. Thì bây giờ tự nhiên là nàng mới thấy là bây giờ không, hai bên mà dàn trận đánh nhau, thì hai ông vua cũng ra đứng nói chuyện, hai ông vua bàn với nhau. Bây giờ ông lẽ gì cái bà nó xấu dữ thần vậy mà hai nước còn quánh nhau, nó kỳ quá chứ. Cái chuyện, còn cái chuyện nhạy cảm thì đâu có ai biết, có hai đứa mình biết thôi. Mà thiên hạ thấy gì mà cái bà xấu muốn chết mà quánh nhau, lính nó cũng kỳ. Tôi đổ máu gì đất nước thì nó còn được, nhưng mà đổ máu gì cái thứ nó xấu quỷ thần vậy thì giờ sao? Thì bây giờ hai ông vua mới thôi bây giờ cắn răng thôi. Coi như là từ đó trở đi là nàng trở thành hoàng hậu của hai nước. Tức là một nửa thời gian bên này, một nửa thời gian bên kia. Thì cái vấn đề ở đây là do sư kể câu chuyện để cho quý vị thấy cái quả báo á, quả nào nó cho quả đó. Làm phước ha, mà nhân chỉ một cái nhân thôi, nó cho cái quả báo nó xấu, cái xấu xí. Thành ra mai mốt làm phước cúng dường mấy sư làm ơn bớt nhân nha. Cho nên khi mà chúng ta biết quý trọng cái sắc đẹp của mình thì đừng nóng giận. Và đương nhiên cái cuối cùng đó chính là sự tu tập tâm từ. Việc tu tập tâm từ thì sư đã nói ngay từ cái hôm ngày thứ hai rồi, cho nên là ở đây sư không có nhắc nhiều bởi vì nó mất thời gian. Sư chỉ nhắc với quý vị là việc tu tập tâm từ á, nó giống như là một dòng nước vậy. Về lâu về dài nó từ từ nó thay đổi tâm tánh của mình, từ từ hồi nào mình không hay. Có thể là ngày 1, ngày 2 chúng ta chưa thấy gì đâu, nhưng mà lâu dần từ năm này qua năm khác, từ từ chúng ta thay đổi thành một con người dễ chịu. Và chính tâm từ nó giúp cho chúng ta tránh khỏi những kẻ thù, tránh khỏi những sự nguy hại. Và như sư nói, nếu như có một cái đề mục thiền nào đó phù hợp với hàng cư sĩ thì sư phải nói là cái đề mục tâm từ nó xứng đáng đứng đầu. Quý vị có thể tu tập từ tâm dù cho chúng ta đang đi làm, đang lái xe, đang nấu ăn, đang dọn dẹp nhà cửa, vẫn có thể tu tập tâm từ được. Đó là cái mà dù cho quý vị theo dõi hơi thở mình cũng làm không được. Đâu có ai theo dõi hơi thở trong khi lái xe được đâu. Nhưng quý vị có thể tu tập tâm từ trong khi lái xe. Cho nên đề mục tâm từ xứng đáng là đề mục quý vị dành thời gian công sức để đầu tư vào nó. 1 năm, 2 năm, 3 năm, quý vị đầu tư càng nhiều thì quý vị sẽ được cái lợi ích càng nhiều từ tâm từ. Và từ đó dần dần chúng ta bớt đi sự nóng giận, bớt đi sự bất mãn. Thì phải nói là nói về cái sân á, là nói không bao giờ hết chuyện. Nhưng mà sư chỉ tóm gọn như đây thôi, tại vì thời gian thì nó cũng vừa phải rồi.
Thì thôi xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá.